Xin chào anh em. Thì bên page Fickle Fantasy họ cũng đã update cái thông tin cập nhật bản mới này lên. Thì bản mới này thì nó sẽ có collab với lại cái gì? Uhanet. Mình tạm hiểu là con pet. Nói chung là cái này với những anh em nào hay tìm hiểu thì cũng biết là cái bạn Invisible Guy là bạn ấy cũng đã leak thông tin update này kia cũng khá nhiều rồi. Mình sẽ chỉ nói qua một chút. Dĩ nhiên đến cái lúc mà nó ra chính thức thì mình sẽ làm clip này kia. Một số cái hay ho mình sẽ chia sẻ với anh em. Đấy. Nói chung cái này đa phần là toàn update thôi. Event tuần sau thì sẽ là event Vương Miện. Mình hay gọi event Vương Niệm. Một cái event khá là cùi, có thể nói event cùi nhất. Đây, có cái mình để ý là cái update hậu bảo trì là nó sẽ có thêm một cái mới để cảm hứng đồ chơi nóng bỏng sẽ ra mắt sau bảo trì là 29 tháng 9, khả năng sẽ là tầm tối, tầm chiều tối này kia là nó sẽ bảo trì xong. Thường thường là thế, dạo này nó bảo trì sớm đâm ra là nó cũng xong sớm. Hôm này kia thì cũng chỉ tầm 5-6 giờ là anh em, 5-6 giờ Việt Nam là anh em có thể vào. Mẹ con chuột này. Rồi ngày tao cũng xin chết mày. Tất cả mới. Tăng cường làm giàu bộ sưu tập. Giới hạn là 25 trên 30. Thời gian hậu bảo trì tăng cường bộ sưu tập. Hạn chế cửa hàng. Bán trong vòng 14 ngày. Đừng bỏ lỡ. Thế à? Tăng tốc trưởng thành à, các gói thời gian tăng tốc trưởng thành điều kiện mở 30 trên 30 nó sẽ có trong vòng 14 ngày, đừng bỏ lỡ. Cứ đến cái lúc đấy ra xem nó có nên đừng bỏ lỡ, nếu mà nó như cứt thì cũng bỏ lỡ thật. Các gói hàng tháng đồ chơi hot hoàn toàn mới trong kho cũng ra mắt hậu bảo trì. Cấp độ ác mộng mở thêm, nghĩa là cái này là tháp đêm mưa ấy. Mở từ 309 lên 420. Phần độc quyền Fickle sẽ Big Tree sẽ có thêm mấy bộ của một vài con Yuna và The Win Yu 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 con Yu Yu rồi con Triệu Vân, nếu con Triệu Vân thì hơi cùi đấy. Megan ăn phép. Thế mà trong đống này thì mình nghĩ chỉ có con Megan là còn ổn ổn tí, tại vì Megan chúng ta cũng hay sử dụng nhiều. Và The Win thì bây giờ là cũng cũng dạng là cũng hơi out meta, tại vì nó có nhiều con team nộ ngon quá thay thế, và nó không và team va thì nó bị cái điểm dở là nó rất là nhái búp. Đâm ra đi PvP 1-1 thì không sao, đi PvP 3-3 là gì? Hơi nhai nhiều búp á. Dĩ nhiên bây giờ anh em có thể sử dụng một trận hình khá là mới. Đấy là con Vazer Win với lại con Vivian. Khá là hay. Hai con bổ trợ nhau. Với lại nó tránh cái bọn Sakura. Còn lại mấy con kia thì mình thấy là nó rất là phế và nó không sử dụng nhiều. Triệu Vân thì cũng ở mức tạm tạm, nói chung cứ để ra ra update rồi chúng ta sẽ xem xét sau. Nói chung là cái nội dung hôm nay mình cũng muốn gửi đến anh em là cái về con Tôn Tượng Hương. Mình sẽ nói lại một chút về kỹ năng này kia và một số cái mà trước anh em không được biết khi xem Kami Japan. Nói chung bên Kami Japan này thì Kami Game Japan này thì mình cá nhân mình ấy thế là một trang khá là hay. Thế là chắc là bên họ kiểu không không nhiều người chơi với này kia, đâm ra họ cũng chán, họ chả làm tổng tổng hợp này kia nữa. Bên họ đánh giá mức S điểm là 9,4 trên 10. Cá nhân mình cũng đồng quan điểm, nhưng mà mình sẽ đánh là 9,5. Nói chung con này chỉ có mỗi cái điểm trừ nó là yếm thôi. Còn đối với mình nó là một con khá hoàn mỹ.
về thông số mình sẽ không nói lại nữa. À, kỹ năng công thì không có gì đặc biệt lắm, gần gần như là bão hòa so tất cả bọn xạ thủ. Phạm vi 6 ô, tốc đánh nhanh, ưu tiên cử cùng hàng, tăng 25, tăng 25%. Kỹ năng công không có gì khác biệt. Kỹ năng chuyên môn thì cũng giống như bọn xạ thủ khác thôi, mỗi cái dòng hai nó sẽ có chút thay đổi, tăng 5% công và 10% tốc độ đánh. Cá nhân mình nghĩ là tốc độ đánh cái khá hợp với nó. Kỹ năng nộ thì trước hết chúng ta sẽ nói về cái energy ban đầu và energy phục hồi. Energy ban đầu là 50, energy phục hồi là 6 trên giây. Kỹ năng nộ tấn công mục tiêu hiện tại gây sát thương cho mục tiêu và gây bỏng 5 giây. Sau đó ngẫu nhiên gây sát thương lên mục tiêu hiện tại và hai kẻ địch xung quanh 2 lần. Nâng lên level 2 thì sẽ tăng 8% tốc độ đánh trong vòng 5 giây sau khi kích hoạt kỹ năng nộ. Tăng LV3 thì gây sát thương ngẫu nhiên 2 lần và cho mục tiêu xuyên thấu. Nói chung con này là một con siêu đam. Đam đam và đam. Kỹ năng bị động. Mũi tên xuyên xuyên thủng, mình hay gọi mũi tên xuyên phá, giống kiểu virus. Bắn cái chết cha mày luôn. Mũi tên xuyên phá có 2% cơ hội kích hoạt trong đòn đánh thường, có hiệu ứng xuyên thủng. Và cái này ảnh hưởng bởi đánh trúng. Tăng LV2 thì gây dân sát thương đốt cho mục tiêu đang bị đốt. Nói chung cũng cũng hợp lý ấy. LV3 thì sẽ nhận thêm 10 năng lượng kích hoạt. Khá hay. Nói chung là con này là một con hoàn mỹ với cá nhân mình. Anh em nhà thì mình không biết. Dưới đây là hai cái phông. Phông thứ nhất thì kỹ tăng cho kỹ năng nộ gây sát thương đốt bằng 400% công của bản thân khi hai đòn đánh ngẫu nhiên từ nộ nhắm vào một kẻ địch đang bốc cháy. Nói chung cái phông này thì mình nghĩ là nó đam cũng khá là ổn, nhưng mà nó sẽ cái điều kiện kích hoạt của nó, thứ nhất là đi những cái content là chỉ có một con quái hoặc là quái quái con phải chết nhanh ấy. Đấy, ví dụ như Big Grill này, rồng Galatia này, hoặc là con cá hộp đấy. Là những cái content hợp lý khi dùng cái phông này. Cái phông thứ hai cũng là tăng kỹ năng nộ, nhưng mà nó sẽ dễ, cái điều kiện của nó sẽ dễ hơn. Sau khi kích hoạt nộ gây 490% sát thương của đòn tấn công của bản thân lên mục tiêu hiện tại và tạo hiệu ứng xuyên thấu. Đấy, nói chung là nó chỉ là nộ xong là nó bắn một cái là thêm 490%. Còn cái kia thì nó lại phải là bỏng và một con. Nói chung mình nghĩ là cái phông đầu tiên này sẽ là cái phông bán ở hàng chờ. Còn cái phông thứ hai chúng ta sẽ phải chờ cái gói Xuân Hạ Thu Đông này kia ra, chúng ta sẽ phải mở random. Đấy, theo như cá nhân mình nghĩ như thế. Dưới đây là một số thông tin của nó. Đấy. Nói chung về cái bộ đề xuất này kia thì cá nhân mình ấy, mình nghĩ là cái bộ đề xuất cho nó là bộ tốc chí này thì cũng cũng có một phần là hợp lý, tại vì con này cũng cần tốc. Nhưng mình nghĩ là con này nó cần một cái hay hơn, đấy là bộ nộ. Nộ và chí đấy. Huy hiệu thì anh em có thể sử dụng khá nhiều huy hiệu đối với con này, và giai đoạn đời sau ấy, thì nó sẽ có thêm một số huy hiệu cho bọn class xạ thủ là Immortal 2.0 đấy và Internal của xạ thủ. Còn với những anh em free, anh em có thể sử dụng huy hiệu nộ tím hoặc là huy hiệu Shinobi Phantom này. Cái huy hiệu nộ xong thì chúng ta tăng tốc độ đánh trong vòng 10 giây ấy, 56% khi cộng 17 hoặc 20 và hồi máu. Đấy. Lấy này hoa thế. Nói chung hết rồi, không còn thông tin gì nữa. À, còn đây là dòng đồ riêng của nó. Thì con này thì nó
nó sẽ là bộ attack bạo. Bộ 4 sẽ là attack và bộ 2 sẽ là bạo. Thế mình chỉ nói là anh em nên sử dụng một là bộ nộ bạo, hai là anh em sử dụng bộ tốc bạo. Đấy. Riêng bộ attack của nó thì mình thấy là cũng được. Nhưng mà nói như nào nhỉ? Dù bây giờ là cái bộ attack nó đỡ hơn trước ấy. Tại vì cơ bản là bây giờ dòng đồ nhé, nó có thêm một dòng này kia là nó cũng đã tăng cái khả năng đam này kia là giới hạn lên cao rồi, nhưng mà nó tăng 2% ấy là nó chỉ tăng cho là 2% attack của đồ thôi, chứ nó không phải tăng 2% attack tổng. Đâm ra là nhìn đam to đấy, nhưng mà đến cái lúc mà đánh thì nó vẫn thua so cái bọn nộ một chút về vấn đề đam. Bù lại những con nào mà nó thứ nhất là đánh tay, nó đánh tốc độ đánh nhiều, đánh tay nhiều hoặc là đánh bằng kỹ năng bị động nhiều ấy, thì nó sẽ là bộ attack sẽ là hợp lý hơn. Nói chung là cá nhân mình nghĩ là với những anh em nào mà không không có nhiều tài nguyên, tại vì bây giờ đập một bộ lên bộ riêng ấy, lâu á, tốn á. Trên bộ attack thì mình thấy là cũng ở mức được, ở mức được, có thể là áp dụng được, tại vì con này kỹ năng nó cũng đánh bằng kỹ năng bị động cũng nhiều. Đấy, thế nên anh em cũng có thể sử dụng khá là hay. Nhưng mà nếu mà dùng bộ này thì cơ bản là nó phần trăm chính xác này kia nó cũng phải cao cao. Mà nếu mà một khi mà chúng ta đã lên đến cái bộ chuẩn của nó thì cái dòng tỷ lệ đánh trúng là nó gần như nó không ra mấy. Có ra thì chỉ ra rất là ít và chỉ ra ở cái giày thôi. Đấy. Thế nên nó sẽ bị giảm thiểu cái vấn đề là kia. Nhưng mình thì mình thấy là cái bộ mà chúng ta farm ra là cũng ở mức được. Không không đến nỗi phế, nhưng mà nhưng mà cá nhân mình mà thấy là bộ mà hợp nó nhất thì mình nghĩ là thứ nhất là bộ nộ bạo. Đấy, thứ hai là bộ tốc bạo. Đấy. Nhưng bây giờ nó đồ riêng này kia thì nó tăng thêm thì cá nhân mình vẫn thấy là bộ trí này nó sẽ là bộ món 2 hợp lý với nó. Còn bộ 4 thì attack cũng được. Anh em cứ farm attack dùng dần, sau này up đồ kia lên sau cũng được. Đấy. Tiện tiện mình sẽ nói luôn về cái đồ của con điêu thuyền. Điêu thuyền thì bộ của nó thì cũng y chí như thế, cũng là attack, và hai món riêng sẽ là bộ 2 sẽ là bộ bạo. Nó hợp lý hơn con tôn thượng hương. Nếu mà đổi chỗ thì hợp lý, mình nghĩ là nếu mà tôn thượng hương nó sẽ là hai món bạo thì ngon hơn. Dòng của nó sẽ là tăng sát thương bí ẩn lên 30%. Thì lại bổ sung từ nhãn hiệu khác, nghe khắc hệ không hiệu lực 246 món sẽ tăng 30-68%. Tăng thì tăng nhiều nhưng mà nó bị một cái là nó sẽ không bổ sung cho khắc hệ. Cái này thì mình cũng chưa hiểu lắm. Nhưng mà cái quy chế vận hành như thế nào, nói chung ra thì mới biết được. Nói chung con điêu thuyền này thì trước mình cũng có đánh giá về vấn đề kỹ năng rồi. Tôn Thượng Hương cũng vậy. Video này mình sẽ nói về cái vấn đề so sánh là con điêu thuyền và nhầm con Tô Thượng Hương và con Jingu. Đấy. Đây, thôi để cái hình này đi. Thì cái vấn đề là trước hết là Jingu à. Jingu như cá nhân mình đánh giá nó sẽ ở mức 8.5 trên 10. Nếu mới đi với team lửa thì nó sẽ ở mức 9 trên 10 ấy. Đấy. Con này nó có một cái là nó bị chung content với lại con Tôn Thượng Hương khá nhiều, và cá nhân mình thấy là con Tôn Thượng Hương thì về cái vấn đề đam này kia hoặc là về cái độ hiệu quả thì nó ăn đứt cái con Jingu rồi. Thế nên nếu mà con Jingu ra trước thì con Jingu lại có thể là còn có người roll, và nhất là anh em new roll
chứ còn lại nếu mà ra sau con Tô Tượng Hương ấy, thì con này coi như là anh em, ví dụ anh em có thích này kia, nhìn trông nó mờ lem mà liếc này kia, thì anh em roll sưu tầm, hoặc là những anh em nào dạng well chúa này kia, banner nào cũng roll cũng sơn thì thôi, thì câu chuyện nó đi xa quá đấy. Cái câu chuyện này kết thúc ở đây. Về cái vấn đề độ đa dụng thì mình nghĩ con Tô Thượng Hương hơn đấy. Về cái vấn đề là dễ sở hữu thì cá nhân mình nghĩ con Jingu này hơn, tại vì Jingu nó là hệ thường và nó có thể là anh em roll vé đen vé đỏ hoặc mở random ra. Còn Tô Thượng Hương thì nó anh em cũng thể là mở random cái vé kia, nhưng mà cái vé kia nó kiếm rất là khó và chúng ta không thể kiếm được nhiều. À, cái thứ nhất, cái thứ hai là nếu mà anh em roll bằng sao ấy, tỷ lệ nó ra rất là thấp. Nói chung không biết anh em roll như nào nhưng cá nhân mình roll bằng sao rất là đen. Và chưa kể là bây giờ sao ấy, chúng ta để dành cho collab nó sẽ hợp lý hơn so với lại việc là đi roll. Anh em để dành cho collab xong anh em cầm cái mảnh đấy anh em mở, anh em chọn này kia, có khi anh em còn hơn. Chứ còn bây giờ bảo là đi 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 quất cái con kia bằng sao, có khi anh em roll trăm sao anh em cũng chả được, mà trong khi anh em bỏ trăm sao vào trong collab nhé thì chả cần, anh em chỉ cần bỏ 90 sao là anh em đủ đồ điểm, chưa kể là nó còn 15 hộp mở một lần thì anh em chỉ có thừa. Còn cái vấn đề moe moe thì con hệ thường nó sẽ là 60, còn con hệ hiếm nó sẽ là 80. Vấn đề tốn kém chắc chắn là hệ hiếm nó sẽ hơn. Thế nên vì sao mà Tương Tự Gương nó không được 10 trên 10? Nói chung là nó chỉ được 9 rưỡi giống như thầy Huấn chấm điểm thôi. Đấy. Về vấn đề PvE thì mình nghĩ là con Tôn Tự Hương này nó ăn đứt rồi, còn ten đơn này kia hoặc là kia nói chung là nó hiệu quả hơn. Thứ nhất là nó đam, nó vừa đam đam, nó không hẳn là đam đơn nữa mà đam nó có thể là đam dạng đa mục tiêu được, và có khả năng phục hồi energy. Cái quan trọng giai đoạn về sau ấy, những con xạ nào mà hay được sử dụng hay được trọng dụng ấy, nó đều có những cái dòng phục hồi energy, chưa tính búp gì cả, cá nhân nó đã có phục hồi rồi, là nó đã khả năng là nó spam này kia hoặc là nó đã vượt trội hơn rồi. Mình ví dụ nhé, Zolanda này hoặc là con Edith này, con Zolanda bên hệ Red Red, mình tạm gọi là Red, Edith bên hệ Tama này, Visaka thì cũng ở mức ok, nhưng mà sau này giai đoạn về sau thì mình nghĩ là nếu mà đam thì con Edith sẽ hợp lý hơn. Hiện tại Misaka Misaka đang là gọi là top tier. Trước mình đánh giá nó cũng hơi sai, đánh giá hơi gọi là chủ quan. Đấy. Và tiếp theo là Tô Thượng Hương. Những con đấy là nó có phục hồi energy, nó khả năng spam nộ này kia, sát thương DPS nó sẽ rất là cao. Jingu thì dĩ nhiên là cũng ở mức ok, Jingu của đam đơn cũng rất là to. Cái kỹ năng bị động của nó thì mình thấy nó lại không được ngon lắm về đi PvE. Nhưng nếu mà xét đi PvP thì mình nghĩ là con Jingu của nó sẽ hợp lý hơn so với con Tương Tự Gương. À, kỹ năng bị động của nó nó có gây đam cho mục tiêu nộ, và gây đam cho mục tiêu nộ, với lại nó có choáng, nó giúp team ta nhiều khi có thể là khả năng là lật kèo dễ hơn. Tương Tự Hương thì nó chỉ thiên về đam thôi, thế đâm ra là có, nếu mà bắn nó one shot hoặc chết một vài mục tiêu thì còn ok, còn bắn nó không one shot chết được vài nhiều mục tiêu ấy, thì nó là đứa chết. Thế cá nhân mình nghĩ là con Jingu của PvE nó sẽ hơn con Tương Tự Hương đấy. Video cũng đến đây cũng dài thì vừa rồi cũng là quan điểm cá nhân của mình. Nói chung cái này thì mình gọi là chỉ quan điểm cá nhân thôi.
Bây giờ anh em cũng bảo mình ý là cứ cứ nghĩ mình là người ở nhà phát hành, partner ở nhà phát hành, thì mình nói là mình là gamer tự do, mình thích thì mình làm thôi, mình thích làm clip chia sẻ anh em thì mình làm thôi, chứ còn mình không phải người ở nhà phát hành, cũng không phải là partner này kia ở nhà phát hành. Còn bên Invisible ấy, thì họ là partner của nhà phát hành, họ được chơi server test, họ biết được con nào ra như thế nào, như nào skin ra sao là họ biết. Còn mình phải xin hình từ một bạn bên chơi bên server nước ngoài về, xong mình dịch từng hình cho anh em. Đấy, thứ nhất là mình dốt tiếng Anh, thật ra là mình không thể làm partner được. Cái thứ hai nữa mình cũng không có thời gian, không có thời gian mà đi ngồi này kia được. Nhiều khi mình chả qua là game này mình cũng gọi là cũng thích, đâm ra mình hay tìm hiểu, mình muốn chia sẻ anh em những cái gì mình biết, những cái gì hay ho này kia để anh em giúp nhau đi lên. Chứ còn nếu mà đợt tới ổn ổn này kia mình có thời gian, mình cũng sẽ chơi nhiều tựa game khác. Hoặc cá nhân mình thấy là sắp thời gian sắp tới nó sẽ có nhiều tựa game khác, mình đang cố gắng là này kia bố trí khung thời gian tối thì chúng ta sẽ kia, sau giai đoạn sau này có thể là mình sẽ mua một cái PC nó cũng tầm trung trung thôi, mình sẽ quay clip, hoặc là nếu mà sau này được thì mình sẽ live stream, nói chung live cho vui thôi. Thì còn lại anh em xem ủng hộ thì mình rất là cảm ơn, còn anh em không thích thì thôi. Nói chung mình mà thích thì mình vẫn cứ đăng, mình chả quan tâm là bây giờ là có người xem hay không. Lắm khi mình đăng xong rồi sau này mình chả nhớ là con này có cái skin gì nhỉ, con này có cái skin gì, hay event nó có cái gì, nếu khi mình có xem lại. Cá nhân mình không để ý vấn đề view đâu. Từ lâu lắm rồi là mình không để ý vấn đề view. Có hồi đầu mới thì nhiều khi còn hay để ý hay nhìn này kia, sau thì chả, cứ up lên vứt mẹ đi. Thôi video cũng dài, mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp anh em vào những video tiếp theo. Chúc anh sức khỏe.